Bây giờ mình xem thử là hiện tại họ đang như thế nào về bạn. Nhớ tương tư hoặc là ấp ủ dự định dự án gì với bạn hay không nha. Người này muốn chia sẻ mọi thứ tốt nhất cho bạn nha. Người này vẫn mong muốn là nếu như có kết nối thì họ sẽ mong muốn sẽ quay trở về và bù đắp cho bạn ha. Nếu như yêu đương với nhau thì người này càng muốn là những cái gì đó tốt nhất cho bạn nha. Họ đang dần trở thành một người tốt hơn bằng cách họ đang tập trung sự nghiệp, công việc, tiền bạc, tài chính để mình tự tin bản thân mình nhiều hơn. Khi tự tin rồi thì họ sẽ muốn quay trở về với bên bạn và muốn những cảm giác lãng mạn, những cái lời nói tình cảm, những sự quan tâm chăm sóc từ bạn hoặc là từ họ, hoặc là cả hai lãng mạn với nhau như thế nào, họ muốn quay trở về với nhau một lần nữa. Người này thì hiện tại thì họ đang họ dù công việc bề bộn nhưng họ vẫn nhớ những cái lời nói, nhớ những cái chi tiết mà bạn đã làm cho họ, để giúp đỡ họ, để quan tâm yêu thương chia sẻ gì trong cuộc sống, trong tình cảm với họ luôn. Nhưng có đôi khi người này dùng những cái lời nói hơi sắc sảo, sắc bén, bảo vệ cái bản ngã, bảo vệ cái tôi, bảo vệ cái sự thiếu tự tin trong cuộc sống, thì họ có những cái lời nói xuất phát rồi bạn đau lòng, làm cho cả hai đều buồn phiền cái quan hệ này á. Họ biết cái điều đó, họ biết là mình đã làm sai, và họ biết được rằng là nếu bây giờ ngắt kết nối với nhau là phù hợp nha. Họ biết ha, họ đủ trưởng thành, họ biết được rằng ngắt kết nối là phù hợp và cần để cho nhau một thời gian vắng lặng với nhau đi nha, để mà cả hai tự ai về nhà nấy, tự đóng cửa phòng mà tự làm việc với bản thân mình. Tại vì họ vẫn còn cái nỗi sợ đó, chính là họ sợ tương tác với bạn ở đây. Nên thành ra là nếu như mà mình thấy phần trăm lớn trong tụ là bài này nó ngắt kết nối rất là nhiều. Chứ mà nếu như mà và nói mà không có kết nối á, mình thấy hơi xu hướng phần trăm rất là ít nha. Để mình xem cái lời khuyên mà vũ trụ khuyên răng bạn, nhắc nhở bạn là gì nha. Lời khuyên mà vũ trụ nhắc nhở bạn là gì? Lời khuyên vũ trụ nhắc nhở bạn là gì? Lời khuyên đây. Ai đó cảm thấy họ vì cách họ đối xử với bạn ha. Nghĩa là cái người này á làm sai với bạn, làm lỗi với bạn nè. Đây, lời khuyên chính là hãy dành thời gian để tìm hiểu nhau nha. Có nghĩa là cả hai sẽ quay về bên nhau mà thôi. Nhưng cái rốt ráo ở trong này là cả hai bạn ứng xử như thế nào á là quan trọng nha. Rồi, bạn buông bỏ sự kiểm soát bản thân mình đi, buông bỏ cái tạm thời ngắt kết nối, tạm thời buông kiểm soát, buông tay quan hệ này đi để mà tập trung bản thân mình trước đi đã. Khi cả hai ổn rồi thì cả hai quay về với nhau rất là ok ha.